day. chào mọi người nha chào bạn thành An nha anh bấm câu bụng ba chín ảo quá ok Nói chung là trong khóa học anh dạy hết rồi mà Đấy, Mấy câu còn hay hơn nữa Chào bạn Minh Style nha <laughs> Bấm máy bình thường thôi Nói chung là cái đề minh họa này bấm được gần hết nhá Câu 47 à, câu 47 bấm dễ mà Câu 47 bấm hai dòng thôi nhá Câu 47 thì bấm đúng hai dòng thôi Nói chung là dễ mà Trong khoa học anh dạy đầy đủ hết luôn Chào bạn Thu Phương nhé Câu 1 trong đề thi giữa kỳ Chào bạn Gia Dược Tuấn nhé Các bạn đồ nhé Giảm giá khoa học đi ra có nhé Hôm nay sẽ giảm giá 50% nhé Đấy, Thì bạn nào muốn đăng ký khoa học thì IP cho anh nhé Đề đấy em thấy chữa nhiều quá nữa Nước trước anh cũng bấm 70, 47 mà em quên rồi Thì đấy, có 47 ấy, nói chung là anh dạy rồi mà Nói chung là cái đề này thì bấm được gần hết luôn chờ cái câu hình ra thôi chờ đúng cái câu này chờ đúng cái câu này là không bấm được thôi còn đâu câu này vẫn bấm được câu này vẫn bấm được nhá ib ở đâu á ib ở tiktok nhá hoặc là em qua cái link ở dưới cũng được đấy em đâu cũng được nhá vậy còn bao nhiêu á ib anh tư vấn nhá <laughs> anh không nói giá ở đây được đấy, câu này câu này mặc dù câu hình nha cũng bấm được nhá đấy nói chung là cái đề này bấm gần hết luôn nói chung là một này hai này ba bốn và năm Nói chung là từ 44 đến 50 bấm 5 câu này Có trừ cái câu này ra đúng là một câu này Mấy câu này nữa là không bấm được thôi Giờ mới bắt đầu chưa Để minh họa thì thôi chứ để đi thật á Để đi đi thật cũng bấm được mà Bạn nào mà theo dõi anh từ năm ngoái ấy, thì, 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 các bạn sẽ biết là lúc cái lúc mà mới có đề thi thật xong anh chẳng bấm luôn cho các bạn xem cái gì đề thi thật cũng bấm được mà quan trọng là mấy câu vận dụng cao các bạn ấy, tư, tư 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 duy thế nào thôi anh có lưu lại video không? có nhé Anh sẽ đăng lại ở trên kênh của anh Chỉ mang tính chất minh họa Nhưng mà có cái câu là thật nhé Ví dụ như kiểu là cái đề Cái này là có cái năm ngoái hay sao ấy Có năm ngoái có một câu là nó mới đề thì thật như nhau Nhưng mà nó chỉ mức độ dễ thôi Còn mức độ vận dụng cao thì chắc chắn là sẽ khác để minh họa là cho các bạn cấu trúc để các bạn ôn uh, thôi Dễ mà Có kênh quá, có kênh nhá 48 dễ vậy mà xếp vào cuối đúng rồi hình hơi nhiều hình cũng bớt được mà không hôm nào không phải có hôm nào anh cũng like đâu gì yeah. à làm đi anh à ok nhá câu số 1 này câu số 1 nhá yeah. câu số 1 để mình gọi ra những dạng rào thì thật dạng đó ạ à. không nghĩa là cái cái dạng cái là cái số câu ấy nó sẽ như vậy thôi chứ còn cái dạng này nó sẽ khác nhé nhớ ấy là đi thi thật thì đề nó sẽ khác nhé đặc biệt là mấy cái câu vật dụng cao múa câu 47 đi ha. câu 47 thì anh múa trong nhóm sau Đấy chưa câu số 1 này các bạn comment nhá Đấy, câu số 1 một các bạn chọn gì nhá câu số 1 nè các bạn comment án nhé câu là dễ thì bấm máy tính cho nhanh đúng rồi có thể là khó hơn nhá anh nghĩ là đề thi thật năm nay sẽ khó hơn nhưng mà nó chỉ, nó chỉ là từ 40 cho đến 50 thôi Còn lại thì 40 đổ về dễ mà Một các bạn chọn gì nhỉ? Các bạn comment đoán án nhé Có phát lại không anh? Không nhé Cả các phát lại thì có phát lại trên kênh của anh nhé Có nhé, câu số 1 này Cũng có thể là mai sẽ like lại trên kênh của anh nhé Khó như 2022 á Nó sẽ khó hơn 2022 trên mặt phẳng tọa độ này điểm biểu diễn đây Z thì bằng 7 6i Đấy chưa Đấy thì có tọa độ là bao nhiêu Học IT bách khoa rồi thì, thì cố mà học đi em Tương lai sau này có tương lai hơn Bỏ làm gì Đấy chưa Đấy thì tọa độ bao nhiêu nhỉ Là 7 và âm 6 đúng không Vậy đáp án chính xác là án D nhá Đấy chưa D Câu số 2 nè Câu số 2 Tên kênh của anh là Tên kênh của anh nhá Thì là tên anh luôn Tên tiktok luôn nhá Đấy chưa tên kênh của anh là tên tiktok luôn đấy, đạo hàm của hàm số thì đây y thì bằng loga cơ số 3 của x là bao nhiêu đúng không nhỉ khó như 2019 thì ngon quá lại như năm anh thi thì lại ngon quá đấy thì đạo hàm đúng không có là loga cơ số a của x lấy đạo hàm thì bằng 1 trên cho x nhân với lê b của a đúng không nhỉ vậy a đường mấy đây a đường 3 đúng không vậy đoán chính xác này đoán b đúng không nhỉ b nhá câu tiếp theo này câu số 3 nào trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng đạo hàm của hàm thế này y thì bằng x mũ pi là bao nhiêu đúng nhỉ đấy được chưa đấy x mũ pi em mới làm câu 39 chín à câu ba anh cũng có casio rồi nhá thì bạn nào muốn xem casio cứ vào kênh của anh có đấy chưa đấy đạo hàm thằng này đúng không ta có là x mũ pi thì các bạn nhớ là là gì x mũ alpha đúng không lấy đạo hàm thì bằng alpha nhân cho x mũ alpha trừ một đúng nhỉ đấy đấy chưa thì bây giờ các bạn thay nhá thì là x mũ pi đúng không lấy đạo hàm thì bằng Pi nhân cho x mũ Pi trừ 1 đúng không nhỉ? Vậy đoạn chính xác này là án A nhé A. Em muốn xem lại không? Xem kênh của anh nhé Đấy. Mai có thể là anh sẽ like lại để lấy luôn ở trên kênh của anh Để cho các bạn xem trên kênh của anh nó lét hơn nhé Câu số 4 này Câu số 4 Tập nghiệm của bất phương trình ở đây 2 mũ x cộng 1 nhỏ hơn 4 là bao nhiêu đúng không nhỉ? Đấy, Tập nghiệm này thì rút ra thôi Là 2 mũ x cộng 1 đúng không? nhỏ hơn 4 thì bằng 2 mũ 2 đúng không nhỉ? Đấy. Nó bằng nhau cái thằng này đúng không Bằng hệ số rồi thì cho mũ bằng nhau thôi là x cộng 1 sẽ nhỏ hơn 2 Vậy x sẽ nhỏ hơn 1 đúng không? Vậy tập xác định là gì? Từ âm vô cùng cho đến 1 đúng không nhỉ? Đáp án D nhá. Được chưa? Đúng rồi, cái kênh của anh nhá, anh không nói được nền tảng khác đâu ấy. Nền tảng khác anh chỉ viết tắt thôi. Anh chỉ viết tắt vậy thôi chứ còn nền tảng khác là nhắc ra nó sẽ ban kênh. Được chưa? Được chưa? Đấy, thì các bạn nói qua hai nhá. Câu số 4 này, à câu số 5 này, được chưa? Cho cấp số nhân UN với U1 thì bằng 2, và công bội quy thì bằng 1 phần 2 đúng không? Giá trị của U3 bằng bao nhiêu? Đấy nhỉ? Giá trị của U3 đúng không nhỉ? Đấy. U3 thì bằng gì đây? U1 nhân với quy bình đúng không nhỉ? Em xin lỗi thầy. Sao mà xin lỗi trời. Nha, bằng bao nhiêu đây? U1 thì bằng 2 đúng không? Quy thì bằng bao nhiêu? Quy là 1 phần 2 mũ 2 nhỉ? Vậy nó bằng bao nhiêu đây? 2 nhân với 1 phần 4 thì bằng 1 phần 2 đúng không nhỉ? Vậy đáp án chính xác này là đáp B nhé. Đấy nhỉ? Mai like bên nhóm VIP à? Đúng rồi nhá Đấy Trong nhóm VIP thì anh sẽ like bấm máy nhiều các dạng nhá Thì bạn nào muốn tham gia hoặc bấm máy thì IP anh nhá Năm nay đề nó vẫn phân hóa em Phân hóa từ 40 cho đến 50 Còn lại thì các bạn muốn 8 điểm thì dễ nhá Anh nói thật nhá 8 điểm thì dễ Được chưa Đấy, hôm nay anh chưa đến 30 câu nhé Còn lại thì hôm sau anh sẽ chưa đến mấy câu vật dụng cao nhé Chưa mai nhé Nhá. Đấy trong không gian Z đúng không? Cái mặt phẳng P này, đấy, x cộng y cộng z đúng không? Đấy cộng 1 nhá. Đấy. Thì có vectơ phát tuyến là bao nhiêu đúng nhỉ? Đấy. Chào bạn Kim Oan nha. có bao nhiêu? Vectơ phát tuyến là AX đúng không? cộng BI cộng CZ cộng BD thì bằng 0. Đúng nhỉ? Các bạn xem nhá, được chưa? Nó dạng bao nhiêu đây? 1 1 1 đúng không? Nó là dạng là A, B và C đúng nhỉ? Được chưa? Nó là A, B, C đúng không? không thì nó có gì đây? Thì từ đây bạn suy ra là bao nhiêu đây? 1 1 và 1 đúng nhỉ? Vậy đáp án chính xác thì là C nhé yeah. C. Được yeah. Giờ đăng ký học Caso có muộn không, không nhá? Đấy, nói chung là vào anh sẽ rèn cho các bạn nhá. Đấy, bạn nào mục tiêu chỉ cần 8 điểm thôi hay là muốn hơn thì cứ vào anh sẽ rèn nhá. Đấy, chắc chắn là tự tin là 8 cái điểm luôn, câu số 7 này. IB ở đâu á? Em nhắn tin qua TikTok cho anh nhá em follow kênh anh xong rồi nhắn tin qua tiktok nhé hoặc là nhắn con link vào để minh họa thì đến đến nhớ nhớ nhá để đi thật đấy, sẽ khó hơn khó hơn nhá khó hơn minh họa được chưa khó hơn minh họa nhớ ấy là khó hơn minh họa tiếp theo là câu số 7 này cho hàm số này y thì bằng a cộng b trên cho c cộng d đúng không đấy thì có đồ thị như đường cong được chưa thì tọa độ giao điểm của hàm số đã cho và trục hoành này bao nhiêu năm điểm có dễ hơn năm điểm dễ mà Được chưa Đấy, các bạn xem nhé Các bạn nhìn trên đồ thị này, được chưa? Đấy, tọa độ giao điểm với trục hoành đúng không? Trục hoành là y bằng 0, đúng không nhỉ? Đấy, y bằng 0, được chưa? Được chưa? Y bằng 0, đúng không? Thế các bạn xem này, y bằng 0 nhé Được chưa? Trường hợp là y bằng 0 Y bằng 0 thì x bằng mấy đây? X bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng không? Y bằng 0 tức là x bằng 2, đúng không nhỉ? Nó có tọa độ là 2, 0 nhé, được chưa? Vậy đáp án chính xác này đáp án B nhé Được chưa? 2, 0. Với trục hoành mà Trục hoành tức là y bằng 0 mà Đấy chưa nhỉ Tiếp theo này câu số 8 này Câu số 8 nhá Cho thích phân là từ trừ 1 đến 4 đúng không nhỉ Đấy Giá như nào á Em bì cho anh nhá Anh tư vấn được Đấy Từ trừ 1 đến 4 là fxdx bằng 2 đúng không Và từ trừ 1 đến gx thì bằng Gì đây Đấy Thì bằng 3 đúng không Bây giờ fx cộng gx Thì các bạn chỉ việc lấy cái gì đấy Thằng này bằng mấy đây Bằng 2 đúng không Cộng với gx là bằng 3 Vậy 2 cộng 3 thì bằng mấy 2 cộng 3 thì bằng 5 đúng không nhỉ? Đoạn A nhé. Yeah. Tiếp theo câu số 9 này. Câu số 9 nhé. Yeah. Câu số 9. Câu số 9 này. Được yeah. chưa? Hôm nay cô em vừa cho bọn em nè. Đồ thị của hàm số thì đây. Đấy. Có dạng như đường cong trong hình bên. Các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy biết ngay là đồ thị hàm bậc mấy. Thằng này các bạn nhớ nhé. Các bạn nhớ cho anh. Đi thi nhớ ấy. Thì chắc chắn cái đồ thị này là AX cộng B trên cho C cộng D được chưa? Đấy. Trục hoành ơ thì nó giao với trục hoành là y bằng 0 Mấy em. Được chưa? Em làm tự chấm được 4,6 phải 5 điểm mới đỗ được. Được chưa? Đúng không? Các bạn nhìn nhá, nhớ cái đồ thị này chắc chắn là A cộng B thì đáp án nào? Có mỗi đáp án B là thuộc dạng này đúng không? Đấy, đáp án B luôn nhá, đấy. Nhìn đồ thị là biết ngay, đúng không Khóa ca bao nhiêu thì á? Đấy, bạn nào các bạn cứ IB cho anh nhá, thì tí nữa anh sẽ tư vấn sau nhá. Anh không nói giá ở trên này. Câu số 10 này trong không gian đâu z đúng không cho mặt cầu s đây được chưa đấy tâm của nó này bao nhiêu được chưa đấy anh dạy bấm máy hay quá ok đi đi thật cũng bấm được mà khóa học nào học riêng à học chung rồi nhá nha tiếp nhá tiếp theo này được chưa đấy nó có dạng gì đây, đây tâm y đúng không đấy tâm y thành nói qua nhé là x bình cộng với y bình cộng z bình đúng không trừ hai ax trừ hai bi trừ 2CZ đúng không? Thì tâm Y các bạn chỉ việc lấy chia cho chia cho mấy? Chia cho âm 2 nhá, được chưa? Đấy, những cái điểm này chia âm 2. Thứ nhất này, trừ 2 chia âm 2 thì bằng mấy đây? X nhá. Trừ 2 chia cho âm 2 thì bằng 1 đúng không? Tiếp theo này, Y thì bằng trừ 4 đúng không? Chia cho âm 2. Đấy, cứ nhớ ấy. Tìm tâm Y ấy thì cứ chia cho âm 2, được chưa? Đấy, vậy nó bằng 2. Z thì bằng trừ 6 đúng không? Trừ 6 chia âm 2 thì bằng 3. Vậy anh có tâm y tọa độ là bao nhiêu đây? Là 1, 2 và 3 Được chưa? Đấy, 1, 2, 3 nhá Ok chưa nhỉ? Ok chưa? Tiếp nhá, được chưa? Đấy, tọa độ tâm y thì em cứ lấy chia âm A2 thôi được chưa? Cứ nhớ là vậy thôi Cho dễ hiểu được chưa? Anh nói lại câu 7 với câu 9 á Em xem lại video giúp anh nhá Đấy, like xong thì anh sẽ đăng lại trên kênh của anh nhé được chưa? Các bạn xem lại sau nhé. Chậm thôi anh à, vẫn nhanh à, câu câu 11 này. Câu số 11 này. Câu 11 này. 11 các bạn chọn gì? Các bạn comment đáp án giúp anh nhé, được chưa? Câu 11 này. Đúng rồi. Quá hữu ích nói một hiểu 10 à. Ok nhá, bạn Trương Định nhá. Được chưa? Hãy 11 các bạn chọn gì nhá? Nào 11 các bạn chọn gì các bạn comment đáp án nào. Các bạn comment đáp án đi nhá. Nào. 11 chọn gì nhá Đấy Anh đang ở đâu á, được chưa Đang lại kênh của anh nhá, anh chỉ viết tắt như này Các bạn tự hiểu nhé, được chưa Tên anh là kênh anh luôn, đúng không nhỉ Đấy, Đấy. góc giữa về thế này OXY và OIZ, đúng không, các bạn quan sát này Đây nhá, anh vẽ đây này Được chưa, đây là phẳng X này Y và Z, đây đúng không Thứ nhất là OXY thì đây, OXY đây Đúng không, và OIZ Thì OIZ đây, thì các bạn nhìn thấy góc nó làm sao đây Nó làm sao đây Nó làm sao, Ba góc này nó là đều là vuông góc hết đúng không? Vuông góc thì nó là 90 độ đúng không nhỉ? Vậy đáp chính xác để đáp D nhé. 90 độ, hiểu không? Đấy, được chưa? Đấy, hai cái mặt phẳng này nó đều vuông góc với nhau nên chắc chắn là nó sẽ là 90 độ nhá. Đấy, có ông gì kìa? Ông ZZXZ vẫn là 60 độ kìa. Đấy. Nói lại đi nhá, góc ở đây nhá, OXY đúng không? Đây là mặt phẳng OXY đây. Được chưa? Đấy, và đây là mặt phẳng OIZ đây thì có phải là cái góc này đúng không? Đây, thì nó vuông không? Nó vuông, nó vuông đây thì nó là 90 độ. Hiểu chưa? Vuông thì là 90 độ. Tiếp nhá, câu số 12 này, được chưa? Đề chính thức khó hơn là bao nhiêu phần trăm á? Đề chính thức khó hơn nó sẽ anh nghĩ là khó hơn 30%, 30 đến 40%. Nó vuông mà. Câu 12 nhá. Cho số phức thế này 2 cộng 9 i phần tử của số phức z bình là bao nhiêu? Đúng không? Đấy, câu này vừa mới tính đúng không nhỉ? Đấy, 2 cộng 9 đi đúng không? Tất cả bình. Đấy, thì nó bằng gì đây? nó bằng là 4 cộng với gì đây? Cộng với 36 đúng không? 36y và cộng với 81y bình đúng không nhỉ? Đấy, yêu cầu là phần thực đúng không? Vậy là bằng bao nhiêu đây? 4 trừ cho 81 cộng với 36y. Vậy là bằng trừ 77 đúng không? Cộng 36y đúng không nhỉ? Vậy đáp án chính xác này là gì đây? Phần thực là đây đúng không? Là A nhé, được chưa? Đấy, không thì các bạn bấm tính cho anh, được chưa? Đấy, menu 2 này. Menu 2 là số phức nhá, được chưa? Các bạn bấm này. 2 cộng với 9 y y ở đây đúng không y đây đấy bình phương lên này thấy chưa đấy các bạn hiểu chưa nhỉ bởi máy tính câu tiếp theo câu số 13 này câu 13 câu 13 nhá đấy, câu 13 y bình thì bằng trừ 1 nhá đấy nên là nó bằng là âm 81 được chưa hiểu tại sao chưa y bình nó bằng âm 1 nên thay đây tiếp nhá câu 13 này được chưa cho khối lập phương cạnh bằng 2 đúng không thể tích của khối lập phương đây năm nào cũng có cái câu kiểu như này đúng không thế thể tích là gì v thì bằng a mũ 3 anh nó tổng quát nhá được chưa cạnh nó bằng a đúng không thì cạnh nó bằng nhiêu đây hai đúng không nó là hai mũ 3 hai mũ 3 thì bằng mấy bằng 8 đúng không đáp án chính xác là b nhá được chưa câu số 14 này câu 14 bốn các bạn comment đáp án nhá đúng không rất là nhiều bạn chọn đúng không b đúng không Đấy, b đúng không cho khối chóp SABC có đáy là tam giác vuông cân tại A đúng không? Đấy. AB thì bằng 2 SA thì bằng gì đây Đấy, SA thì bằng 3 Đúng nhỉ, đấy, được chưa Yêu cầu tính thể tích của của chóp đúng không Công thức là gì V thì bằng gì đây 1 phần 3 SA đúng không SA là chiều cao Đúng nhỉ Đấy, diện tích đấy là gì đây Là S của ABC Đúng nhỉ Biết là cái tam giác này làm sao đây Tí nữa nhá Đấy, nói chung là tí nữa anh úp lại video xem lại sau nhé Được chưa Đấy, thì có này gì đây Tam giác này là vuông cân tại A Đúng nhỉ Vuông cân tại A nên là có AB thì bằng gì đây? AB thì bằng AC đúng không? Và bằng 2. Đúng nhỉ? Nói vậy công thức là gì đây? S của ABC thì bằng 1 phần 2 thì đây. Thầy xịn gật là xịn gì? 1 phần 2 thì đây. AB nhân cho AC là hai cạnh góc vuông. Đúng nhỉ? Anh có dạy ở không? Anh dạy on thôi nhá. Đấy chưa? Đấy, bạn nào muốn tham gia khoa học bấm máy tính hay là khoa học luyện đề thì IB cho anh nhé. Đấy chưa? Nó bằng là 1 phần 2 thì đây. AB thì bằng 2 đúng không? AC thì bằng 2. Vậy nó bằng 2. Đúng không? từ đây con thay là thôi v thì bằng 1 phần ba sa sa thì bằng bao nhiêu đây được chưa đấy sa thì bằng 3 đúng không nhỉ đấy diện tích thì bằng 2 đúng không vậy là bằng 2 vậy đáp án chính xác thì đây đáp án b nhá không cần nhìn hình đâu nhá không cần nhìn hình đâu đấy chỉ các bạn áp dụng công thức này thôi cái hình nó cho ấy mà hiểu chưa nhỉ anh đang học trường nào đấy anh đang học trường y nhá anh đang học trường y ok chưa câu số 15 này Câu số 15 Hay quá này Chụp lại sau á Chụp lại thì có gì đâu Nào anh nói chung là cái gì nhỉ Là anh đăng lại cái video ở trên kênh của anh nhá Các bạn lên kênh của anh là ra nhá Đấy lên kênh nhá anh viết tắt Đấy kênh trên kênh này nhá Anh viết tắt này Câu số 15 này Anh ở Thái Nguyên đúng không Anh đúng rồi nhá chưa? Anh là bác sĩ Câu số 15 này Cho mặt phẳng P đúng không Tiếp xúc với mặt cầu S Đấy. đấy chưa? Gọi D là khoảng cách từ O cho đến phẳng này đúng không? Năm này anh thi được bao nhiêu điểm á? Năm 2019 đúng không? Năm 2019 thì anh được 6,9 toán nhá. Đấy, anh được cái bảng vinh danh. Nói chung là các bạn xem cái bảng vinh danh là các bạn biết nhá. Là anh ở số 1 ở bảng vinh danh nhá. Được chưa? Đấy. Đây là cái mặt phẳng P đây đúng không? Đấy chưa? Cho cái mặt cầu này. Đấy, mặt cầu như này đúng không? Bây giờ yêu cầu là khoảng cách từ tâm O cho đến mặt cầu đây, đúng không? khoảng cách từ tâm ô cho đến mặt cầu thì đây là gì đây nó chính là bán kính luôn đúng nhỉ đấy vậy d nó chính là bằng r đúng nhỉ vậy đáp chính xác này là c nhé. là c c nhá được chưa câu số 16 này được chưa câu số 16 này nhá trước anh ti được bao nhiêu điểm toán á anh được sáu nhé. nhá câu số 16 này phần nào của số bước z thì bằng 2 trừ 3 i là bao nhiêu đúng không nhỉ đấy thì có số bước là gì đây z thì bằng a cộng bi đúng không a là phần thực đúng không nhỉ b là phần ảo đúng không phần ảo là b đúng không b bằng bao nhiêu đây bằng âm ba đúng không nhỉ vậy đáp chính xác thì là a nhé a đấy a nhé thầy xịn quá xin vía <laughs> ok nhá đỉnh quá anh tưởng giáo viên á đâu anh là bác sĩ mà câu số 17 bảy này không vậy anh là giáo viên đâu được chưa? Câu số 17 nhá. Thì đây. Cho hình nón có đường kính đáy là bằng 2R đúng không? Độ dài đường sinh, đúng nhỉ? Câu này rất dễ mà các bạn bị nhầm này. Đấy, câu này nhá. Câu này lừa này, đấy. Đề của bộ cũng như vậy nhá, các bạn chú ý này, đấy. Đây là đề minh họa này được chưa? Thì đề của bộ cũng như này, các bạn chú ý này, được chưa? Đấy, ngược lại của 679 em nhá, được chưa? Ngược lại của 679 nhá. Tính diện tích xung quanh của hình nón đúng không? Đấy, anh thi năm 2019. Được chưa nhở? Anh thi năm 2019 nhá. Đấy, các bạn làm thắc mắc thì anh ti 2019 yeah. Đấy, vậy S xung quanh của nó là gì? Đây, anh sẽ làm là ví dụ các bạn làm nhanh nhé, được chưa? Các bạn làm nhanh như này, được chưa? S xung quanh này bằng pi n đúng không? Thì đây các bạn thấy là đã 2 pi n đúng không nhỉ? Đấy, các bạn thường thường các bạn sẽ chọn gì đây? Các bạn chọn A đúng không? Đấy. Đi thi nhá, các bạn vội đúng không? Các bạn không đọc kỹ này. Đấy, các bạn sẽ chọn A đúng không? Đấy được chưa? Thì các bạn loại A đi. Đúng không nhỉ? Bây giờ người ta cho gì đây? Người ta cho đường kính đúng không? người ta cho đường kính đấy người ta cho đường kính nhá đường kính thì bằng gì đường kính thì bằng hai lần bán kính đúng không đường kính thì bằng hai lần bán kính mà hai lần bán kính thì bằng hai r đúng không vậy từ đây suy ra L lớn thì bằng r đấy, vậy thì nó bằng gì đây nó chính là bằng pi r n nhá vậy đáp chính xác thì là c đúng không đấy. các bạn chú ý nhá đề ở bộ là sẽ có lừa câu này sẽ có lừa một một vài câu dễ đấy đây là đề minh họa như này đúng không nhưng mà đề thi thật chắc chắn là sẽ có nên là các bạn chú ý ở chỗ này nhá. Đấy, không cẩn thận, không đọc kỹ đề bài là sẽ bị sai. Câu số 18 này. Câu số 18 nhá. Câu 18 các bạn chọn gì nhỉ? 18 này. Câu 18 này. Được chưa? Anh học y gì? Anh học y khoa nhá. Các bạn có thích bác sĩ không? Sale bác sĩ với giá rẻ. <laughs> Ôi giờ sao lại giao bán mình ở đây? Câu số 18 này. Câu 18 Đấy, Bạn nào muốn đăng ký khóa học bấm máy hay luyện đề thì IB cho anh nhá, Nhắn tin qua TikTok hoặc là nhắn qua tiểu sử nhá, Câu số 19 này Anh có dạy sinh quá Anh trước anh dạy sinh nhưng mà bây giờ anh bỏ rồi Anh dạy nguyên toán rồi Được chưa? Cho đường thẳng này đúng không? Điểm nào sau đây thuộc Đấy Thì rất là dễ đúng không nhỉ? Đấy các bạn chú ý nhá, Anh nói qua tổng quát thôi Là x trừ A trên cho U1 bằng Y trừ B trên U2 bằng Z trừ C trên U3 Đúng không nhỉ? vậy đó là a b c đúng không nó là a b c các bạn nhìn đây a bằng mấy đây a bằng một đúng không b bằng hai và c thì bằng đây là z trừ c nhưng mà đây là cộng đúng không thì nó phải trừ ba vậy đáp án chính xác này là gì nhá một hai và trừ ba đúng không đáp án b nhá đấy tổng quát như này mà em hiểu chưa dạng tổng quát như này mà x trừ a thì gọi em một đồng a bằng một đồng y trừ b thì là Thì đấy Ná bằng hai đúng không Z cộng 3 thì đây là Z trừ C là trừ 3 đúng nhé Sao mà anh nhớ lâu vậy? Học Y mà em Học Y mà không nhớ thì không mà chết Câu số 19 này Câu 19 nhá Nói chung là bạn nào học Y cũng phải có cái đầu nhớ Làm sao mà quên được Nhưng thầy em dạy khác Bác sĩ cho em hỏi Em bị ngắn Bao quy đầu có phải cắt không Có nhá Phải đi cắt đi nhá Câu số 19 này bạn này hỏi vớ vẩn nhỉ câu 19 này cho hàm số bậc 4 đúng không đấy người ta hỏi cái đồ thị này có tọa độ bao nhiêu điểm cực tiểu nhá được chưa điểm cực tiểu của hàm số đúng không nhỉ đấy điểm cực tiểu của hàm số nhá được chưa các bạn xem nhìn cái điểm cực tiểu này đấy các bạn nhìn này hai bên này là hai điểm cực đại đúng không đấy được chưa đấy hai bên này là hai điểm cực đại đúng không đấy hỏi vớ vẩn thật đấy thật đấy ông này tranh thủ ghê hỏi vớ vẩn quá được chưa thì các bạn nhìn đây đây là điểm gì đi đây đây là điểm cực tiểu đúng không thì tọa độ bao nhiêu đây? 0 1 đúng không nhỉ? Đấy nhá. Là 0 1 đúng không? Đấy, vậy đáp án chính xác này là đáp án B nhá, được chưa? Đang giờ học toán ông lại hỏi thế này, này. Được chưa? Tiếp nhá, câu số 20 này. Câu số 20, được chưa? Tào lao đúng rồi. Anh dạy toán mà em nghiền quá. <laughs> ok, câu số 20 nhá. Câu 20. Được chưa? Cái đấy bạn phải hỏi riêng nhá, không được hỏi trên này. Ok chưa? Câu số 20 nào. Câu 20. Tìm tiệm cận ngang đúng không? Đấy, tiệm cận ngang của điều tỉ hàm số Ở đây. Y thì bằng 2 cộng 1 trên cho 3x 1 có đường thẳng là phương trình là bao nhiêu? Đúng nhỉ? Bác sĩ có lạnh không? Giờ này lạnh gì em? Được chưa? Đấy, phương trình đường thẳng đúng không? Thì giới hạn gì đây. Khi x tiến ra vô cùng của gì đây? ax cộng b trên cho c cộng d đúng không? Vậy nó bằng A chia C Đúng không nhỉ? Đấy Vậy A, A bằng mấy này? A bằng 2 Đúng không? C bằng mấy? C bằng 3 Đúng không nhỉ? Vậy ta được phương trình là gì ấy? Tiệm cận ngang là Y bằng 2 phần 3 Đúng không? Đấy Vậy đáp án chính xác để ăn D nhá Đây D. Để nhá Câu số 21 này Bà em nói gì đây? làm trên 8 điểm á Cái đề này dễ thôi mà em Ước đề thi như này Đúng rồi đề thi như này em ơi Nói chung là từ câu 1 ấy, cho đến câu 30 ấy, Nó sẽ là dễ đi đi thật nó cũng như thế Nó chỉ phân hóa từ câu 41 cho đến câu 50 thôi Câu 21 này Tập nghiệm của bất phương trình thế này Loga, lốc đúng không? Lốc của x 2 lớn không là bao nhiêu? Đúng nhỉ? Đấy, lốc đúng không? Đấy chưa? Đấy chưa thì có gì đây? Lốc của x 2 đúng không? Lớn không Đấy, thì các bạn chú ý điều kiện nhé, được chưa? Đấy, được chưa? Ta có ngay là gì đây? Điều kiện là cái thằng lớn không đúng không? Thì là x 2 lớn không ta được là x sẽ lớn hơn 2 đúng nhỉ đấy x sẽ lớn hơn 2 được chưa xa le bác sĩ ra sẻ gì nha đấy, đấy vậy đây được gì đây x chữ 2 sẽ lớn hơn gì đây lốc nó chính là gì nhỉ lốc các bạn nhớ nhá lốc nó chính là loga cơ số 10 đúng nhỉ đấy nó là lớn hơn 10 mũ 0 đúng không 10 mũ 0 thì bằng 1 đúng nhỉ vậy anh được sẽ được là x chữ 2 sẽ lớn hơn 1 đúng không và x sẽ lớn hơn 3 vậy đáp án chính xác này đáp án C nhá này chưa từ 3 đến dương vô cùng đúng không? C. Đấy, các bạn cứ cứ nhớ lốc nó là loga cơ số 10 nhá. Câu số 22 này, câu 22. Các bạn comment các đáp câu 22 nào. Bấm máy cho nhanh nhá, nắm tay nhìn phát là luôn mà. Đấy, được chưa? Câu 22 này. Điều kiện á, điều kiện là x lớn 2 đúng không em? Điều kiện là x lớn 2 đúng không? Thì em chỉ cần lấy cái lớn hơn thôi. Nhớ chưa? Đấy, nếu mà có hai cái điều kiện này nhé thì em lấy cái lớn hơn của nó. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, tiếp tục bài câu 22 này. Cho tờ hợp A có 15 phần tử đúng không? Số tập com gồm hai phần tử của tờ hợp A, được chưa? Đấy. Hai phần tử đúng không? Nhớ nhá. Chọn ra hai phần tử trong 15 phần tử đúng không? Hai phần tử trong 15 phần tử ta có C2 của 15, đúng không nhỉ? Đấy. Hai phần tử ta có là gì đây? 15 C2. Được chưa? Nó bằng 105 đúng không? Vậy đáp án chính xác này là D nhá, 105. Hiểu chưa nhỉ? Chọn ra hai phần tử trong 15 phần tử để có c 25 Câu số 23 nào. 23. Câu 23 nhá, câu 23. Câu 23. 23 các bạn chọn gì nhỉ? À. Cho F đúng không? Nguyên hàm của 1 trên x dx thì bằng F lớn của x cộng C đấy. nhưng mà yêu cầu gì đây? Tính F phẩy của F lớn đúng không? Đấy, thấy chưa? Đề thi thật khó hơn bao nhiêu? Để thi thật anh nghĩ là khó hơn tầm 40% hoặc là 69% tầm đấy. Được chưa nhỉ? Đấy ta có gì sau? Đấy đây. Nguyên hàm của 1 trên x dx đúng không? Đấy, lấy đạo hàm thì bằng gì? Nào, nó sẽ bằng là f lớn của x cộng c lấy đạo hàm được chưa? Đấy. Hai thằng này đều lấy đạo hàm đúng không? Thằng này lấy đạo hàm thì bằng nguyên hàm lấy đạo hàm thì bằng 1 trên x. Nó vẫn là chính nó đúng không nhỉ? Đấy. Thấy chưa? Thằng c lấy đạo hàm thì hết đúng không? Vậy là bằng là f phẩy x yeah. vậy ta được f phẩy x thì bằng 19x đúng không c nhé chưa c được chưa nhưng mà năm nay chắc chắn các bạn nhớ nhá năm nay chắc chắn là sẽ đề khó hơn năm ngoái nhá bởi vì năm nay không bị dính dịch hiểu không năm lớp 12 không có dịch nên là chắc chắn là năm nay sẽ đề sẽ khó hơn nhá câu số 24 là 24 các bạn chọn gì nhỉ đề toàn lửa nói chung là đề minh họa thì các bạn chỉ cần tin vào cái phần là cái cấu trúc câu nó như nào thôi nhưng mà các bạn vẫn có cái để luyện nhé đấy vẫn để luyện đấy nhá câu 24 này được chưa câu 24 24 các bạn chọn gì nhỉ à? nói chung là bây giờ thì thi dễ mà nó không khó như ngày xưa nữa bây giờ căn bản là các trường là thi đánh giá năng lực rồi nên là cái đề cái gồng đề tốt nghiệp nó không còn quan trọng nữa nên cảm giác bây giờ đề nó sẽ dễ hơn anh nghĩ là bây giờ cảm giác đề nó dễ hơn so với thời của anh nha đấy tính tích phân thằng này đúng không nó có gì đây tích phân từ 0 đến 2 của 1 phần 2 fx đúng không trừ cho 2 đúng không nhỉ đấy dx thì nó sẽ bằng gì đây nó sẽ bằng là các bạn đưa 1 phần 2 ra ngoài nhé nó bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 2 của fx dx được chưa nhỉ trừ cho tích phân từ 0 đến 2 của 2 dx đúng không? Thằng này đề cho bằng mấy này? Bằng 4 đúng không nhỉ? Vậy nó bằng là 1 phần 2 nhân với 4 đúng không? Trừ tích phân từ 0 đến 2 của 2 đúng không? Thế là 2x thế cận từ 0 đến 2 đúng không nhỉ? Được chưa? Vậy nó bằng mấy này? Bằng 2 đúng không? Thằng này đi bằng mấy này? Thằng này trừ cho 4 đúng không nhỉ? Vậy nó bằng mấy? Nó bằng âm 2 đúng không? Vậy đáp án chính xác này là đáp án D nhé. Được chưa? Được chưa? D nhé 23 lại đi 23 vẫn chưa hiểu à 23 dễ mà cái gì đâu đây nhá anh nói qua một chút thôi được chưa dễ mà nhỉ đây nhá là nguyên hàm của một trên x đúng không dx lấy đạo hàm thì nó bằng chính nó nhá cái này là theo lý thuyết mà đúng không nguyên hàm của fx nhá dx lấy đạo hàm thì nó chính là bằng fx thôi đúng không đấy tương tự như vậy thằng fx cộng với c lấy đạo hàm thì bằng f phẩy của c thôi À giờ, F phải có x thôi, C là hết rồi. Hiểu chưa nhỉ? Thì có phải là F phải x thì bằng 1 trên x không? Đấy, nó bằng 1 trên x không? Hai về lấy đạo hàm thì mất đúng không? Đúng không nhỉ? Hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa nhỉ? 2x lưu ra cái này công thức mà anh em nhà câu số 25 nhá. Câu 25. Câu 25. Câu 25 này. Câu số 25. Cho hàm số fx thì bằng cốt của x cộng x đúng không? Khẳng định là sau đây là đúng các bạn xem nhé. Được chưa? Ta có là nguyên hàm của cốt x cộng với x đúng không? dx thì sẽ bằng gì đây? Nào sẽ bằng gì đây? Đấy. Em học 11 mà nghe anh giảng dễ hiểu quá. Ok nhá. Đấy lớp 11 các bạn còn hiểu này. các bạn chú ý nghe giảng nhé, được chưa? Nguyên hàm của cốt thì theo công thức là bằng gì? Bằng sin x đúng không? Đấy. Được chưa? Cộng với gì đây? nguyên hàm của x thì các bạn áp, dụng công thức đúng không là nguyên hàm của x mũ n dx thì bằng x mũ n cộng một chia cho n cộng một và cộng với c đúng không thế là x mũ mấy đây x mũ một đúng không thì tức là x mũ mấy một cộng một đúng không thì bằng hai trên cho hai đúng không và cộng c được chưa vậy đáp án chính xác này đáp án d nhé dạ, d Đấy, các bạn nhớ áp dụng cái công thức này chưa em, anh có bản ghi lại không nhá em xem lại trên kênh của anh nhá được chưa Đấy Trên kênh của anh 25 bấm máy được không mươi 25 bấm máy làm gì em 25 đây Áp dụng công thức này thôi Nguyên hàm của cốt thì bằng sin thôi Đấy chưa Còn nguyên hàm thằng này thì thằng này X bình trên 2 thôi Có gì đâu mà bấm máy em Đấy chưa Chưa nhờ? câu số 26 nhá Đấy chưa? câu 26 Bấm máy lâu là mất thời gian này. Câu số 26 này Hàm số đã cho nghịch biến chỉ còn nào dưới đây Đấy chưa Đấy nghịch biến đúng không người ta hỏi là nghịch biến nhá nghịch biến tức là đi xuống đúng không và mang dấu âm đấy nghịch biến tức là đi xuống và mang dấu âm đêm đêm đấy là mạng các em nó bị lác nhá đang bị đứt đứt các quang mà đứt các quang nó bị lác ấy được chưa vậy nghịch biến đúng không tức là đi xuống các bạn nhìn xem là đi xuống tại đâu nhá được chưa đi xuống tại chỗ này đúng không thì nó nghịch biến từ đâu đấy từ 1 đến 3 đúng không vậy đáp án chính xác này đáp án d nhá được chưa anh có giải đề này giá lực không anh có nhá anh chưa chờ? Có từ 1 đến 3 nó mang dấu âm đúng không? Và đi xuống. Câu số 27 này. Câu 27. Câu 27 nhá. Anh chữa đề minh họa bài câu 23 đi, anh đang chữa đề minh họa đây. Câu 27 này. Cho hàm số bậc 3 đúng không? Đấy, có đồ thị như hình bên. Giá trị cực đại đúng không nhỉ? Nhớ nhá. Giá trị cực đại tức là y0 đúng không nhỉ? Đấy. Giá trị cực đại thì các bạn quan sát cái đồ thị này được chưa? Quan sát cái đồ thị này thì giá trị cực đại đúng không? Đây, đây là điểm cực đại đúng không nhỉ? Vậy giá trị cực đại tức là, là bao nhiêu đây? Tại mấy đây? Tại 3 đúng không? Đấy, nhớ nhá. Được chưa? Giá trị cực đại tức là y đúng không? Vậy đáp án chính xác này là B. Được nhá, B. Nhá. Yeah. Ok chưa nhỉ? Câu số 28 này. Câu 28 nhá. Câu 24 em xem lại kênh của anh nhá. Đấy, bạn nào xem lại xem lại kênh của anh nhá. Kênh của anh được chưa? Viết tắt lên này nhá. Câu 28 này, với A là số gì đây? Số thực dương tùy ý, đúng nhỉ? Thì lê lê của 8, lê bê của 3A trừ lê bê của 3A 2A, bao nhiêu? Đúng nhỉ? Anh giải đề đánh giá lực của Hà Nội á, hắn anh giải lâu rồi mà. Nó bằng gì đây? Lê bê của gì đây? Đang là hiệu đúng không? Thì nó là thương, đúng nhỉ? Nó là bằng 3A chia cho 2A, đúng không? 3A chia 2A thì bằng mấy? Lê bê của 3 phần 2. Vậy đáp án chính xác để đáp án D nhé. Đấy, D. Câu này rất là dễ đúng không? Áp dụng của tính chất thôi đúng không? Câu số 29 này Em học lớp 11 xin bí kíp 9 cộng á Ok Em email cho anh á Câu 29 này giờ yeah. Anh có dạy hóa anh không? Câu 24 em xem lại giúp anh nhá Thể tích của khối Đúng không? Đấy Thể tích của khối tròn xoay Khi quay hình phẳng đúng không? Giới hạn bởi đây đây Y thì bằng gì đây nhỉ? Y thì bằng Trừ x bình đúng không? Cộng cho 2x đúng không nhỉ? quay quanh trục ox đúng không quay quanh trục ox tức là quay quanh trục hoành đúng không quay quanh trục hoành thì là y đúng không đấy các bạn đấy nhá vẽ ví dụ các bạn rồi thằng này cho bằng không đi được chưa đấy bởi vì nó giao này các bạn cho nó bằng không thì anh được gì đấy x thì bằng 0 hoặc là x thì bằng 2 anh vẽ cái hình đấy nhá được chưa ví dụ cái đồ thị nó sẽ là như này đây là vòng như này đúng không đấy khi quay quanh trục ox nó các kiểu này được chưa thì bây giờ nó chính là tích phân từ 0 đến 2 Có bao nhiêu? Đúng không? Tích phân từ 0 đến 2. Pi đúng không nhỉ? Nhân cho trừ x bình cộng 2x tất cả bình D Đấy thấy chưa? Đây là công thức tính thể tích nhé Đấy chưa? Này tổng quát này V V thì bằng gì? P nhân với Tích phân từ A đến B Của gì đây? Của F bình x D Đây là dạng tổng quát này nhé chưa? Các bạn áp dụng này Đấy Đấy chưa? Thay vào thôi Tích phân đúng không? Tích phân từ 0 cho đến 2 Của gì đây? trừ x bình đúng không cộng cho 2x tất cả bình nó bằng là 16 phần 15 đúng không vậy đoán chính xác này là 16 phần 15 pi vậy đoán chính xác này là d đúng không d nhé câu số 30 này câu 30 <laughs> câu 30 <20. cười> <laughs> 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 không có chuyện đối em công thức làm gì có chuyện đối em gì yeah. ok nhỉ câu số tiếp theo nhá câu 30 một câu về hình nè một câu về hình nhá ok chưa được yeah. chưa câu 30 này cho hình chóp SABC đúng không đấy có đáy là tam giác gì đây đấy tam giác vuông tại B đúng không? SA vuông về đáy, SA thì bằng AB. Góc giữa thì đây. Đấy, các bạn xem nhá. Được chưa? Thế bây giờ yêu cầu gì nhỉ? Góc giữa thì đây. Đấy. sao lại cận từ 2 đến 0 á? Đầu tiên đúng không? Bây giờ người ta cho giới hạn bởi gì đây? Y thì bằng là trừ x bình cộng 2x và y bằng 0 đúng không? Đấy. Thì các bạn cho gì đây? Cho hai thằng này bằng nhau để làm gì? Để tìm ra tìm ra x bằng a và x bằng b đúng không? Thế này cho bằng 0 nhá thì giải ra được x bằng mấy đây? x bằng 0 và x bằng 2, được chưa? Thì từ đây được x bằng 0 và x bằng 2. Được chưa? Áp dụng công thức là tích phân từ 0 à, từ a đến b của P. đúng không? f bình x dx đúng không nhỉ? Được chưa? Thì fx mình là tìm được là bao nhiêu đây? fx nó chính là bằng trừ x bình cộng 2 x đúng không? Từ đây các bạn thay và bấm thôi. Hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa? Cận hiểu chưa? thu nhỏ màn hình hết. Đề anh nghĩ là các bạn có để mà đây. Các bạn chỉ nhìn phần này nhé. Yeah. Tiếp nhé bây giờ tính góc gì đây? SBC đúng không? Và góc giữa ABC. Đấy. SBC và góc ABC đúng không nhỉ? đấy, các bạn quan sát nhá. Được chưa? SBC đây và ABC đây đúng không? Tìm xem này. Được chưa? Thế bây giờ người ta cho là gì đây? Bây giờ mình biết là gì? mình biết là BC sẽ vuông góc với gì đây đúng không vuông tại B mà đây vuông tại B đấy thì BC vuông góc với AB thấy chưa đấy được chưa BC vuông góc với AB đúng không tiếp này được chưa tiếp mình có gì đây BC sẽ vuông với SA đúng không bởi vì SA vuông góc với đáy mà SA vuông góc với đáy đúng không đấy SA vuông góc với đáy đấy, được chưa vậy từ đây mình suy ra BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB đúng không bc góc vậy từ đây mình suy ra góc giữa mặt phẳng sbc và abc nó chính là bằng góc gì đây nó chính là bằng góc sba đúng không nó chính là bằng góc sba đúng không mà mình biết gì đây mình biết là sa bằng ab rồi đúng không sa bằng ab rồi m tam giác này tam giác vuông đúng không SAB là vuông tại a vuông tại a msa bằng sb đúng không Vậy từ đây mình sẽ suy ra gì đây Góc giữa SBC nó bằng 45 độ đúng không Vậy đoán chính xác để đoán đi nhé Đây. Được chưa Vuông cân nhá Vuông cân đúng không Vuông cân đúng không Đấy. B Các bạn hiểu chưa nhỉ Vuông cân đây nhá, tính chất tam giác vuông cân đúng không? Vuông cân. Đây là A. Đây là đúng không? Đây là A này. S B đúng không? Đấy. Thì vuông cân đúng không? Vuông cân tức là hai cạnh này bằng nhau. Hai cạnh bằng nhau thì hai góc sẽ là 45 độ. Tính chất của tam giác vuông cân nhá. Được chưa? Thì có phải là góc gì đây? Góc SBA đúng không? Góc SBA là bằng 45 độ. Thì nó là 45 độ đấy. Theo tính chất tam giác vuông cân thì bây giờ một góc vuông và hai góc này đều bằng nhau thì bằng 45 độ. Được chưa? Dễ mà Chờ câu 39 bấm máy của anh mà lâu quá các từ em Hiểu chưa nhỉ? Đấy, đúng rồi các bạn giải thích này Tổng hai, tổng hai cạnh 90 độ góc còn lại 45 độ đúng không? Tiếp nhá chưa? Câu số 31 này Câu 31 qua nhá. Cho đúng không? Có fx, fx m có gì đây? Có ba nghiệm đúng không nhỉ? Đấy. Có ba nghiệm đúng không? Các bạn xem nhá. Được chưa? Đấy, có ba nghiệm đúng không? Các bạn xem này. Xem là nó cắt lại đúng không? Nó có ba nghiệm đúng không nhỉ? Có ba nghiệm tức là gì? Tức là nó cắt tại ba điểm đúng không? Thì các bạn xem đấy. Nó cắt tại ba điểm đúng không nhỉ? Thì nó sẽ có ba nghiệm đúng không? Các bạn xem nhá. Nó cắt tại đâu đây? Tại một đúng không nhỉ? Đấy, và đây tại âm 3 đúng không? Từ âm 3 cho đến 1 thì nó cắt tại 3 nghiệm đúng không nhỉ? Vậy thì m sẽ nhỏ hơn mấy này? Nhỏ hơn 1 đúng không? Và m sẽ lớn hơn âm 3. Đấy, vậy từ âm 3 cho đến 1 có bao nhiêu giá trị đây? Thầy dạy cuốn quá. Hôm nay thì hơi cuốn thì thôi, được chưa? Trừ -2 trừ -1 không đúng không? Vậy là có mấy giá trị đây? Có 3 giá trị đúng không? Cuốn quá rồi, được chưa? phải đáp án chính xác này là C nhá, được chưa? C. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Các bạn hiểu chưa các em? Trừ 3 với 1 ở đâu vậy á? Đấy. Được chưa? Đề yêu cầu là có 3 nghiệm đúng không? Có 3 nghiệm thì em làm sao cho cái đường thẳng này nó cắt tại 3 điểm? Thì có phải là từ đây, nhìn nhá, từ âm 3 cho đến 1 đúng không? Thì nó cắt tại 3 điểm chưa? Đây một điểm này, hai điểm, ba điểm này. Đấy, nó cắt 3 điểm đây. Thì mở nó sẽ chặn từ 1 đúng không? Nó chặn từ 1 cho đến trừ 3. Đấy quá dễ hiểu luôn à ok em nhé đấy nó tiếp xúc thì không tính đây nếu mà nó cắt tại đây đúng không nếu mà nó bằng một thì nó có hai nghiệm thôi nếu mà nó bằng một thì nó có hai nghiệm thôi mà thì em chỉ nó cắt lại có 3 điểm này nó không thể là bằng một được ok nhỉ đấy thì bạn nào muốn tham gia khóa học luyện đề hoặc là khóa học uh, bấm máy tính nhá thì ib cho anh nhá nhắn tin qua tiktok nhá được chưa? các bạn follow kênh anh xong rồi nhắn tin qua tiktok nhá hoặc là các bạn nhắn tin qua cái link ở dưới cái bio ấy, tiểu sử ấy Đấy. Khóa của anh thì sẽ dạy, dạy từ đến từ giờ nút thi luôn nhá. Được chưa? Từ giờ lúc thi luôn. Đây giờ anh sẽ bấm một vài câu vận dụng này, vận dụng cao này. Ok chưa nhỉ? Đấy, bấm máy một cái câu số 39 nhá. Được chưa? Câu số 39 này. Đấy. Một số bạn là chờ anh câu câu 39 này đúng không? Được chưa? Câu 39. Mất tiền đúng không anh? Có em nhá. Trong khóa học nó phải mất tiền nhá. trong khoa học của anh thì sẽ có gì đấy Nó sẽ có phần đấy nhá. Nói chung này anh sẽ dạy các kiến thức để cho các bạn bám sát cái kỳ thi luôn. Như năm ngoái thì anh lại trúng hai câu. À câu chín này. Đấy câu 39 nhá. Nếu mà làm tay ấy, bạn làm mà bảo làm tay mà nhanh ấy, chắc chắn là không phải đúng không? Đấy, làm tự luận thì chắc chắn là dài luôn. Câu này làm tự luận thì dài luôn. Đấy, làm tự luận chắc chắn là câu này sẽ dài luôn, nhưng mà bấm máy thì chỉ có hai dòng thôi. Một khóa bao nhiêu ạ? cho anh nhá, được chưa? có đắt không không nhá hôm nay sẽ giảm giá 50% mươi phần trăm đấy hướng dẫn bấm máy làm tay lâu thật đúng mà đấy các bạn còn bảo làm tay lâu mà nhưng mà anh sẽ hướng dẫn bấm máy chỉ mất hai dòng thôi được chưa đấy, các bạn chú ý này bắt đầu nhá có điều kiện như sau đúng không điều kiện là gì đấy điều kiện là gì đây điều kiện là cái thằng này sẽ lớn hơn không đúng không nhỉ nhớ nhá được chưa là x bình trừ cho 16 sáu lớn hơn không đúng không nhỉ đấy được chưa? Nằm tay cho hiểu bản chất á Anh dạy bấm máy này chắc chắn là bạn cũng sẽ hiểu luôn Được chưa? Nhân dịp gì á Nhân dịp ra đề minh họa nhá Được chưa? Vậy từ đây mình suy ra là gì đây X sẽ lớn 4 Hoặc là x sẽ nhỏ hơn âm 4 Đúng chưa Đấy Chú ý điều kiện nhá Được chưa Điều kiện là cái thằng này lớn không Tiếp này Đấy các bạn tiếp này Bây giờ các bạn sẽ thì đây Các bạn sẽ chuyển sang đây Bấm máy tính này để anh nhá. Bấm máy tính này Người yêu cũ Người yêu cũ em nói đáp án D à Ok nhá Được chưa Người yêu cũ em nói ăn đề à? Ok nhá. Xem người yêu cũ em nói chuẩn đâu. Được chưa? Các bạn bấm này. Loga cơ số 3 của bao nhiêu đây? X bình trừ cho 16 và chia cho 343 đúng không? Các bạn chuyển sang này sang đây nhá thì thành dấu trừ đúng không? Trừ cho loga cơ số 7 của bao nhiêu đây? X bình trừ cho 16 và chia cho 27 đúng không? Đấy, tới đây các bạn làm gì đây? Nhẩm phất ra luôn. <laughs> làm gì nhỉ? Phất ra luôn. Bạn này điều ấy. Được chưa? Thì có gì đây? Ship zone đúng không? Các bạn cho một giá trị bất kỳ nhé, được chưa? Đấy, được chưa? Được chưa? Các bạn sẽ cho một giá trị bất kỳ nhé Thì ở đây anh sẽ cho là gì đây? Bây giờ anh cho là gì? Bây giờ anh cho là một giá trị dương nhé, được chưa? Cho một giá trị dương, cho là 69 đi Được Cho một 69 nhé Thì ta bao nhiêu đây? 96,31 đúng không? 96,31 đúng không? Vậy trường hợp này anh có là gì đây? X sẽ nhỏ hơn 96,31 Được chưa? tiếp theo này đấy tiếp theo nhá các bạn có để để nguyên đây các bạn nhấn này ship sold thì sau khi vừa lẽ các bạn cho một giá trị dương đúng không thì bây giờ anh các bạn anh sẽ cho một giá trị âm được chưa thì anh cho là âm 69 đi được chưa năm bảy cũng bấm hết như vậy nhá năm bảy mươi nghiệm như vậy được chưa thì anh cho là âm 69 đi bằng này nó ra bao nhiêu đây lớn Nớ hơn âm 96 đúng không âm chín được chưa x sẽ lớn hơn âm chín đấy thế thôi hai dòng đúng không Vậy từ đây suy ra x sẽ nhỏ hơn 96,31 và lớn hơn 4, đúng không? Tiếp theo là x sẽ lớn à, nhỏ hơn âm 4 và lớn hơn âm 96,31. Đúng nhỉ? Đúng hai dòng không? Đấy làm tự luận thì chắc một mặt, đúng không nhỉ? Vậy nó có bao nhiêu giá trị đây? À, từ 5 cho đến 96 đúng không? Thì có 92 giá trị đúng không nhỉ? Đấy. Tương tự như vậy từ âm 96 đến âm 4 thì có 92 giá trị được chưa? Vậy tổng nó có bao nhiêu đây? 184 giá trị đúng không? Vậy đáp chính xác này đoán án gì đây? Đáp D nhá, được chưa? 184 giá trị. Đấy. Ok nhỉ, đấy, bấm máy tính nhá, chỉ mất đúng hai dòng thôi đúng không? Đấy. Không hiểu á? À? Nói lại hả? Chưa? Thử số khác được không ạ? Số khác được nhé Được chưa? Ok chưa nhỉ? Đấy thì bạn nào muốn muốn gì đây? Bạn nào muốn tham gia khóa học nhá. Bạn nào muốn tham gia khóa học uh, bấm máy tính ấy thì IB cho anh nhá, được chưa? Đấy, chắc chắn là đề thi thật bấm được luôn. Thầy siêu <laughs> bình thường này. Đấy, cái câu này còn giải nhanh tự, uh, bấm máy tính còn nhanh hơn cả tự luận đúng không? đấy nha thì nói lại nhá một số bạn không các bạn chịu khó lắng nghe nhá được chưa các bạn chịu khó lắng nghe nhá được chưa đấy thì đầu tiên các bạn chú ý nhá điều kiện đúng không là cái biểu thức này lớn không đúng không các bạn ta phải xử lý điều kiện đấy nhá được chưa đấy, xử lý điều kiện đấy nhá vào phòng lín hết á vào phòng có gì mà sợ gì đi thi trang bụi trang bị hết kiến thức rồi sợ gì vào phòng lín ngay cái đề thi năm anh thi 2019 này còn bấm được nữa. Được chưa? Quan trọng là trong cái phòng thi biết nào thôi. Học kiến thức nào cả một quá trình mà sợ gì. Được chưa? Thế chúng chú ý nhá, điều kiện đây là lớn hơn không đúng không nhỉ? x bình trừ 16 lớn hơn không thì ta được là x lớn hơn 4 đúng không? Đấy, được chưa? Cái thằng này là x sẽ nhỏ hơn -4 được chưa? Bây giờ các bạn nhập nhá. Nhập lại này. Là loga cơ số 3 của bao nhiêu đây? Cái phần này các bạn tự bấm nhá, trừ cho 16 chia cho 343 đúng không? Trừ này loga cơ số 7 của bao nhiêu đây? X bình chứ 16 chia cho 27 đúng không? Đấy các bạn nhập hết như này nhá, được chưa? 570 thì các bạn cũng bấm y hệt như vậy thôi, được chưa? Đấy. Các bạn chú ý này, đấy, ship này, son nhá, được chưa? Nhìn chức năng son chưa? Ship son nhá, đấy. Sau đó các bạn cho một giá trị bất kỳ này. Nhớ nhá, cho một giá trị dương đi, được chưa? Cho một giá trị dương bất kỳ thì anh cho là bất kỳ nhá. Anh cho là 7 đi. Đấy, chưa? Yeah. Thì nó bằng bao nhiêu đây? 96,31 đúng không? Thì ta được là x sẽ nhỏ hơn 96,31 nhá. Tiếp tục này. Tiếp theo là x nhỏ hơn âm -4 đúng không? x nhỏ hơn âm -4. Thì bây giờ tiếp tục này. Nó là một giá trị âm đúng không? x nhỏ hơn 4 nhá. Các bạn lấy giá trị là miễn là sao nhỏ hơn âm -4. Thì anh nhấn shift show này. Cho một giá trị âm -4 đi, được chưa? Nhỏ hơn âm -4 thì anh cho âm -5 đi, âm -6 đi. Đấy. Thì ra bao nhiêu này? Âm 96,31 đúng không? từ đây mình suy ra x sẽ lớn âm 96,31 yeah. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, xong từ đấy các bạn kết hợp lại thì nó sẽ suy ra giá trị nhá. Yeah. Khóa học giá bao nhiêu á? Em IB cho anh nhá. Đấy, bạn nào muốn tham gia khóa học bởi máy tính thì IB cho anh. IB nhấn follow của anh anh xong rồi nhắn tin qua TikTok nhá. Được yeah. chưa? À, nhắn tin nữa. Khi nào ta dùng ship zone á, em thì dò nghiệm là ra. Ok nhỉ? Đấy, câu tiếp một câu nữa nhá, câu 41 đi. Đấy, câu 41 thì nói qua thôi. Những cái câu này có làm clip hết rồi mà. Câu 41 nhá. Người yêu cũ em đỉnh không anh? <laughs> ok. Nói chung là bây giờ mấy năm mới dùng được thôi em. 41 này. Sao lại là trừ lúc 7 em chuyển sang đây thì nó là trừ. Chưa? Đấy cái thằng này nhá có ba điểm cần trị đúng không đấy thì là đầu tiên nhé bước làm đầu tiên đúng không thì các bạn đi đạo hàm ra y phẩy bằng gì đây đấy, y phẩy bằng trừ bốn x mũ ba đúng không cộng cho bao nhiêu cộng cho 12 x đúng không và cộng cho m đấy, chưa nhỉ? đấy. thì bây giờ mình cho y phẩy bằng không đúng không đấy chưa? anh giải nhảy cóc thế đấy chưa? xem đáp án rồi cũng đỉnh bơm máy này còn chưa xem đáp án rồi nhá Đấy, ông, ông, này lại bảo là xem đáp án rồi Được chưa? Xem đáp án rồi xong rồi ấy thì nói chuyện gì nữa nhỉ? Thì bây giờ mình cho y phải bằng 0 đúng không? Thì tới đây mình rút ra M thì sẽ bằng gì đây? 4x của 3 trừ cho 12x Đúng không nhỉ? Đấy, 4x của 3 trừ 12x Thì tới đây các bạn cũng bấm máy tính luôn nhé Được chưa? Tới đây các bạn bấm máy tính luôn Được chưa? Đấy, thì các bạn bấm này Menu, đúng không? 9 này, 2 và 3, được chưa? Đấy các bạn bấm cái phương trình bậc 3 nhé Đấy, Giải phương trình bậc 3 các bạn bấm này 4 x 3 12 x đúng không Thế đây là 4 này Đây là 0 này Đây là trừ 12 đúng không Đây là 0 Cái mình cần quan tâm là gì đây Cái mình cần quan tâm nhé là giá trị cực đại Và giá trị cực tiểu đúng không Đấy Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu Các bạn này Bằng này Bằng nhé Đấy chưa Thì nó bằng bao nhiêu đây 8 đúng không Giá trị cực đại là bằng 8 nhé Đấy giá trị cực tiểu là bằng âm tám đúng không nhỉ vậy thì lớn lớn nhất là bao tám này, này đúng không đấy vậy đây là âm tám đây là dương vô cùng và đây là âm vô cục đúng không không cần phải vẽ bảng biến thiên đúng không nhỉ bây giờ yêu cầu là có ba điểm cực trị đúng không đấy có ba điểm cực trị chưa thì bây giờ tức là nó có cắt tại ba nghiệm đúng không nhỉ cắt tại ba nghiệm nhá chưa cái video này thì anh đã làm từ cái lúc mà mới ra để minh họa luôn nhé các bạn có thể xem lại sau nhé được chưa cắt tại ba điểm đúng không? Thì nó cắt tại đây. Được chưa? Cắt tại ba điểm đúng không? Thì đây là m. Thì m nó bao nhiêu này? Từ trừ -8 cho đến 8 đúng không? Đấy. Từ trừ -8 cho đến 8 thì có bao nhiêu giá trị đây? Có 15 giá trị đúng không? Vậy đáp án chính xác này là B nhá. B. B nhé. B Đây là để minh họa nhé Đấy nói chung là từ câu 30 gì nhỉ Từ câu 32 Câu 32 cho đến câu 50 thì mai anh chưa nốt nhé Từ câu 32 cho đến câu 50 thì mai anh chưa nốt nhé Sao biết là có 15 á Thì đây tính từ trừ 7 cho đến 7 Từ trừ 7 cho đến 7 thì có 15 giá trị thôi Có gì đâu được chưa? câu này thì anh có video rồi nhá. Các bạn vào kênh TikTok của anh có video nhá, được chưa? Đấy, kênh TikTok của anh có video rồi nhá. Các bạn cứ vào xem cái kênh TikTok ấy, hai cái bài này anh đã làm lại rồi nhá. Hai cái bài này anh làm lại rồi ở trên TikTok rồi đấy. Anh dạy dễ hiểu quá, em học thầy em dạy không hiểu mấy. Ok nhá. Nói chung là cái gì nhỉ? Mai anh sẽ chưa lốt nhá, từ câu 32 cho đến câu 50 nhé Mai chữa lốt Ok chưa Nếu bạn nào muốn tham gia khóa học bấm máy tính nhá Hay là khóa học luyện đề thì IB cho anh nhé Follow kênh anh rồi Nhắn tin cho anh nhá chưa? Hoặc là các bạn nhắn tin không nhắn tin được Thì các bạn đi đây Các bạn nhắn cái phần ở dưới tiểu sử nhé Đấy Tham gia khóa học anh thì tối mai học luôn nhé Ok chưa Nhờ anh mà em biết nhiều điều rồi. Ok Giờ hẹn gặp lại các bạn buổi sau nhé Trưa mai anh chữa tiếp nhá. chưa tiếp nhé Được chưa Trưa mai anh chưa tiếp nhé Giờ anh còn đi ngủ Mai còn đi học Trưa mai chưa tiếp nhé Tầm 12 giờ nhé 12 giờ ngày trưa mai chưa tiếp nhé Được chưa Một khóa bao nhiêu em bê cho anh nhé Đấy, các bạn IB cho anh nhá, được chưa? Hẹn gặp lại các bạn buổi sau nhé.